gọn gàng hơn, xinh đẹp hơn, để khi mà mình có những cái buổi tập huấn mà viết chữ đẹp á cho các thầy cô như các em học sinh thì sẽ được một cái bộ đồ rất là hợp và đẹp trước mắt mọi người ạ. Và xin mời chị Phụng, 3, 2, 1. Chị Nguyễn Thụy Kim Phụng từng là một cây văn nghệ hoạt động đoàn khi còn trẻ. Và chị cả trong gia đình có 3 chị em nên trách nhiệm cũng khá nặng gánh trên vai. Với thân hình vốn thấp lại tròn người, yêu thích trang phục suông và tối màu nên hay bị đánh giá là quê mùa. Bản tính vốn tiết kiệm cũng như quay quần trong việc dạy và làm bánh kinh doanh online tại nhà nên vô tình bỏ quên thời trang và nhan sắc bản thân mình. Liệu Bông Chuẩn sẽ phát huy điểm mạnh gì khi gặp chị Kim Phụng đấy? Wow, làm sao mà mình làm được cái bột bia này hay vậy chị? Cái này là bí quyết á, khách ăn người ta bắt mắt, người ta thích. Còn đây là mình đang nấu rau câu. Cái này là mình làm rau câu 3D. À, cái này nó nổi lên trên, còn cái này thì nó chìm xuống dưới. Tức là bình thường chị không thường hay đi ra ngoài? Có, ví dụ như bạn bè mời đám cưới hay là cái gì đó thì mình đi ra ngoài, cũng có đi ra ngoài sinh nhật. Vậy thì nếu như mà với một người ít ra đường như chị á, thì em thắc mắc lý do tại sao chị lại đăng ký tham gia chương trình? Ừ, thấy mọi người cũng góp ý nói là mình nên thay đổi chút xíu thì chắc là mình sẽ bán đắt hàng hơn luôn, hay là mình dễ giao tiếp với người ta, mình tự tin hơn. Chị Phụng đã có gia đình chưa? Mẹ đơn thân thôi, chị đang có một bé nhỏ được 1 tháng 20 ngày ạ. Vậy là chị mới sinh xong được hơn 1 tháng. Đúng rồi. Thì thân hình này không có vấn đề gì đâu chị ạ? Không không, đây là thân hình mà ốm, có nghĩa là đã ốm hơn lúc chị sinh đó. Trước khi chị có em bé là số ký chị nhiều hơn vậy luôn á. Sinh xong thì chỉ còn 64 thôi, là đã giảm được 10 mấy ký rồi. Vậy là giảm được 14 ký. Cũng khá vất vả khi chăm em bé rồi còn làm công việc này. Đúng rồi. Bình thường chị cảm thấy tự ti nhất về phần nào trên cơ thể của mình? Đầu tóc của mình từ xưa tới giờ mình chỉ có một kiểu. Đi ra đường thì mình không có, chưa bao giờ mình đánh son hay là mình trang điểm một chút gì hết. Mình ngại thì mình không có làm được á, mình sợ mình làm nó còn xấu hơn nên mình không dám làm. Vậy thì em hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay các chuyên gia sẽ tư vấn cho chị thêm về kiến thức chăm sóc rồi làm đẹp này. Giống em. Make up. Giống em hả? Em cảm ơn chị. Về tất cả mọi thứ để cho chị có thể thêm nhiều một chút những cái kiến thức về làm đẹp để mình quên tự tin hơn. Mời em ngồi ta. Dạ không sao đâu chị, mình đứng đây mình nhìn thấy cái này em cũng cảm thấy no rồi. Thực ra em có thích làm thử không? Được không chị? Được, chị chỉ cái là em làm được. Tại vì chị dạy các học viên rất là nhiều. Mọi người mà già 70 tuổi người ta vẫn học được mà. Vậy hả? Ok, để chị chỉ cho em. Đây nha. Bây giờ em cầm tay này ha, chị sẽ cầm tay em một cái. Xong cái sau em tự làm tay phải. Em sẽ giữ cái thập, cái tay này nè. Mình sẽ giữ cái thập của mình để cho nó không có di chuyển. Thì giữa hai cái cánh này mình sẽ bắt đầu mình bơm nha. Từ từ nha, không bơm, không bóp gì hết. Rồi bây giờ em sẽ bóp đi, bóp mạnh lên. Mạnh lên. Rồi rút ra, đó nó ra cái cánh hoa. Khó khó không, có khó không? Không, đúng không? Rồi bóp, bóp mạnh lên. Rồi bây giờ chị buông tay em ra, em tự làm nha. Hư là bắt đền. Ôi trời ơi. Em làm sao ngay chị lại chính giữa vậy nha. Em như vậy? Mạnh lên. Đó thì nó ra cái hoa ra ngoài, không sao hết, nó chèn ra ngoài thì mình sẽ rửa nó bằng cách là thí dụ như nó là màu trắng thì mình sẽ trả nó về cái ô màu trắng. Đây bây giờ mình sẽ đây mình sẽ lại làm bây giờ mình sẽ coi sơ sơ ha. Mình coi sơ sơ thì là em hình dung ra mình đang bơm cái hoa nó ngược, nó sẽ là cái cánh hoa giống như vậy đó. Không có gì khó hết. Vậy là bình thường ở đây chị cũng có những học viên tới học như này. Học viên của chị cũng không cũng là những người ta thích làm hàng homemade hoặc là nấu cho con cháu ăn hoặc là những người ở Việt Kiều ở xa gì đó, người ta thích về người ta học những cái món của Việt Nam mình như bánh đúc hay là những cái món mà bên đó người ta không có làm được. Là ở đây mình như bánh da lợn đủ thứ. Đúng rồi, tức mình cập nhật thường xuyên các loại bánh. Thật ra cái này chỉ là nghề tay trái của mình thôi. Dạ. Nghề chính của chị là giáo viên dạy chữ đẹp. Wow, trời ơi, chị có thể nào dạy em được không chứ chị em xấu lắm. Được, nói chung là chữ đẹp dạy rất là dễ, không có khó đâu. Em nếu mà em thích muốn học thì chị thật sự trong vòng 8 buổi chị có thể giúp em viết được 50% hay 70% chữ của chị. Wow, nhưng mà học viên của mình thường là những đối tượng như nào hả chị? Thường là giáo viên tiểu học hoặc là sinh viên sư phạm tiểu học hoặc là các bé nhỏ tiểu học. Đây là chữ bình thường thôi, tại vì thật ra là nó có những cái mình viết xong rồi mình vẽ trên chữ đủ thứ hết. Nhưng mà đây là nhờ cây bút bình thường, mình sẽ viết cây bút bình thường chứ không phải là nhờ cây bút đẹp mình mới viết chữ đẹp được. Đơn giản thôi. Em chưa bao giờ viết tên em đẹp như này nữa chị. Bông chuẩn đúng không? Vâng ạ. Chứ lại viết chữ đẹp đó là phải viết cho nhanh chứ còn viết chậm thì cũng vậy thôi. À tức là viết đẹp là viết nhanh, viết nhanh nữa. Viết đẹp à? Đúng rồi. Ui đẹp. Đây là chưa có vẽ vời gì hết. Còn dạ, mình có những cây bút mình viết xong mình vẽ hoa lá cầm trên đó vẫn được luôn. Dạ. Ôi, một người phụ nữ khéo tay như thế này, viết chữ đẹp như thế này mà lại không biết kẻ eyeliner rồi make up thì quá uổng phí chị ạ.
thôi mình nói rông dài nãy giờ rồi, bây giờ bước đầu tiên em sẽ muốn xem qua cái tủ đồ hiện giờ của chị bây giờ là chị mặc những đồ như thế nào để em tiện tư vấn hơn cho chị nha. Không được, phải xem. Đây là cái tủ quần áo của chị, nó cũng đơn giản, ít đồ lắm. Có một cái áo khoác, khi nào lạnh thì chị bận thôi, chứ còn bình thường cũng ít xài lắm. Để bận với mấy cái quần thun vậy nè, có khi quần dài vậy thôi, đơn giản thôi. Còn khi nào đi đám cưới thì mới bận mấy cái đầm vậy. Chị có thích màu sắc sặc sỡ không hay là chị có thích đặc biệt màu nào không? Nói chung cũng thích, nhưng mà tại vì mình mập nên mình chỉ toàn thích màu đen thôi, nên là đồ của mình màu đen nhiều. Em thấy hình như trong tủ chị hầu hết là đầm suông đúng không? Không có eo, tại vì mình sợ thấy mập. Xem thử đây ha. Hầu như là đầm suông và màu đen. Đúng. Chị cũng chọn màu đen để cho nó an toàn nhé. Đúng rồi, cái màu đen là màu an toàn nên không có dám vận mấy màu sặc sỡ. Nhiều khi thấy người ta cũng thích. Đó, cũng màu tối thôi. Chị thấy phần nào mà chị cảm thấy là nó đẹp nhất trên cơ thể của mình? Chắc không thấy có quá. Lùn nhất là mập nhất là đủ thứ luôn, không có cái thấy nào đẹp hết á. Đôi khi mình không có mà phải tự tìm ra cái đó để mình phát huy nó lên chứ. Ví dụ như là ba vòng cân đối hay thì mọi người hay khen vòng một mình đẹp á, mà giờ không biết còn không biết. Tại giờ làm mẹ bỉm sữa rồi. Thế bình thường thì ngoài cái việc là mặc quần áo ra như thế thì chị có make up không? Ít lắm, hầu như là không có make up luôn, trừ khi nào ví dụ như mình đi dự một cái lễ khai giảng của một lớp dạy chữ đẹp nào đó cho cái buổi bắt đầu ngày đầu tiên thì mình sẽ có trang điểm nhẹ xíu, cũng đi ra ngoài để cho mình tự tin cái buổi đầu đó thôi. Khi mà mình sinh nở xong ấy thì vết tàn nhang của mình nó nổi lên rất là rõ vì nó thay đổi sắc tố da, cho nên là sau khi mình sinh con xong thì mình có cái cách nào chăm sóc sắc đẹp, ví dụ như là ăn nhiều cái trái cây, vitamin C các thứ? Hiện tại là chưa có suy nghĩ ra là cho sẽ chăm sóc sắc đẹp cho khung da mặt luôn á. Tại vì chưa có thời gian để mà làm nữa. Nhưng mà đến với chương trình ngày hôm nay thì không thể lười được. Thứ nhất là không thể lười, thứ hai là mình phải chấp nhận thay đổi. Và sau khi thay đổi xong, các chuyên gia sẽ tư vấn cho chị xong á, thì chị phải tiếp tục phát huy cái đó, chứ không thể nào mà nếu mà mình đẹp rồi thì mình phải đẹp hơn chứ sao mình để lùi được, đúng không? Đúng rồi, là chắc chắn rồi. Nếu không là em giận đó nha, em không ăn bánh nhà chị luôn nha. Mất mối. Rồi em sẽ đến mua bánh để kiểm tra chị thường xuyên. Đồng hành cùng Tự Tin Để Đẹp hôm nay là thương hiệu Twenty Again, xu hướng thời trang cho phái đẹp. Twenty Again là thương hiệu thời trang thiết kế được phái nữ cực kỳ ưa chuộng về sự thanh lịch cuốn hút mà đầy trẻ trung của các cô nàng công sở. Với mong muốn đúng như tên thương hiệu, những thiết kế của Twenty Again sẽ đưa các nàng quay về với tuổi 20 một lần nữa. Và nơi tôn thêm vẻ đẹp của nhân vật chính là Hitomi Beauty Salon, với nhiều liệu trình phục hồi chuyên sâu giữa smartphone, makeup and hair, duỗi uốn nhuộm, đảm bảo quý khách hài lòng với giá cả hợp lý, chất lượng tuyệt vời. Đây là một cửa hàng mà họ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn từ đầm, quần, áo. Và em đưa chị đến đây để chị có thể lựa chọn xem là bình thường chị đi mua sắm, chị sẽ mua cái bộ trang phục như thế nào để mặc. Và bây giờ em sẽ đưa cho chị một cái thử thách, đó là đi chọn cho em hai bộ trang phục mà chị cảm thấy phù hợp với chị nhất. Bông thấy rằng là cái số đo hình thể của chị khá là lớn, bởi vì chị vừa sinh em bé xong thì chắc là Bông sẽ chọn những cái bộ nó không quá là láng suông, nhưng mà nó sẽ có cái điểm nhấn một chút ở cổ để làm cho người ta có thể chú ý nhiều hơn vào gương mặt của chị phụ. Màu sắc trung tính một chút như là xanh dương đậm, xám, trắng pha thêm màu sắc khác. Đây là hai bộ trang phục mà chị đã lựa chọn. Em thấy rằng là hai màu sắc nó hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tại sao chị lại chọn hai bộ trang phục như này? Bình thường thì chị thích màu đen nên chị sẽ chọn bộ màu đen trước. Nhưng mà tự nhiên cũng muốn thử xem mình cái màu khác nó có phù hợp không. Cái này nó khác hoàn toàn, tự nhiên không có cái style này. Đúng rồi, em cũng đang thấy là chị mặc một cái bộ trang phục hoàn toàn không giống như là trong tủ đồ của chị chọn lựa chọn đó. Thực ra em thấy rằng là cái việc mà mình thử thay đổi bản thân nó không có là gì là xấu cả. Đôi khi nó không hợp thì mình có thể thay đổi lại. Về cái bộ trang phục này của chị á, thì bởi vì nó có cái phần nhún ở đây thì nó sẽ không che được cái khuyết điểm ở phần eo của mình. Và cái thứ hai nữa là cái màu sắc của nó là màu xanh, và da chị lại là da tông lạnh, cho nên nó làm cho da mình rất là tái, nhợt nhạt, nó sẽ không đẹp.
Còn về cái bộ trang phục đen này á, nó hoàn toàn giống những cái bộ trang phục ở nhà của chị có. Cho nên sau đây mình sẽ thử những cái trang phục khác, màu sắc khác, kiểu dáng khác để xem là với những cái trang phục như thế thì chị có cảm thấy thoải mái không và nó có thay đổi chị nhiều, phù hợp với chị hay không. Giang ơi, đây là chị Phụng. Giang tư vấn cho chị và cũng như chị Phụng một chút về phần làm tóc được không? Tóc của chị Phụng thì tương đối là nhiều, nhưng mà nó nhiều quá nên nó nặng, nó xẹp xuống. Thì bây giờ cái tóc này thì do chị đang có em bé nữa nên em sẽ không cắt đi nhiều. Chị cắt layer hai phía trước này để tạo cho cái khuôn mặt chị thon gọn lên một tí. Và tỉa nhẹ cái phần ngọn ở dưới để cho nó nhẹ cái ngọn, nó phồng cái tóc chị lên được cho nó đẹp. Về cái gương mặt này thì em sẽ tạo thêm một cái mái cho chị. Cái mái nó bay hắt lên như thế này để chị khi mà chị đi tiệc hay đi ra ngoài thì chị có thể xả xuống che được cái khuyết điểm gương mặt. Và nếu mà ở nhà chị bận rộn thì chị có thể xước lên như thế này, kẹp lên. Dạ rồi. Bởi vì chị Phụng có em bé nên bình thường mình ở nhà mình vẫn hay cột tóc, cho nên mình có mái như này mình vẫn cột được đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, dạ. Thế là quá tiện dụng rồi, làm gì nữa. Rồi về phần màu tóc thì sao hả? Phần màu nhuộm thì cái tóc chỉ đang hiện tại có hai cái màu, nó nhìn vô nó sẽ không có đẹp, với lại muốn được sáng cái da của mình lên á thì em sẽ nhuộm lên cho chỉ một cái màu nâu, tương đối là trầm thôi, để cho nó sáng hơn một tí. Còn về phần make up gương mặt của chị Phụng thì em sẽ làm nhẹ nhàng thôi, đó là những cái lớp phủ để cho mịn cái da của mình và màu son và đánh bật cái chân mày của mình lên. Chân mày của chị Phụng là có xăm trước đây nhưng mà bây giờ nó đã bị phai màu rồi. Thì em có thể tư vấn cách nào để chị Phụng bình thường ra ngoài mình có thể làm chân mày hay là nhấn vào cái gì đó để mình tiện ra ngoài? Thì gương mặt của chị Phụng thì mình nhấn vào cái chân mày nhiều. Tại vì cái chân mày hiện tại của chị nó hơi đậm nhưng mà nó lại không có đều cho nó. Mình phun lâu rồi á. Thì bây giờ cái khuôn này nó có sẵn rồi. Ở ngoài chỉ cần dùng, chị đi ra ngoài thì dùng một cái chì nâu á, chị đồ theo cái khuôn này cho em, để làm cho nó màu nâu, cho nó sáng cái gương mặt mình hơn. Da của chị Phụng thì mình đánh một cái màu hơi trầm một xíu thôi. Trầm nhưng mà có ánh hơi hồng hồng, có son bóng. Tức là nó giống như là màu hồng đất đúng rồi các thứ. Dạ đúng rồi. Mình đừng nên đánh những cái màu đỏ hay màu hồng hồng đậm á, thì nó sẽ không đẹp cho gương mặt. Với gu ăn mặc của chị Phụng là mong muốn sự đổi mới để có thể tự tin livestream bán hàng online cũng như đứng dậy luyện chữ cho học sinh. Liệu cách chọn trang phục của chị Phụng và stylist bóng chuẩn vừa trao sẽ thế nào? Sau một ngày rất dài với nhiều công đoạn để biến đổi chị Phụng thì không biết rằng quý vị khán giả có đang chờ đón hình ảnh của chị Phụng cuối cùng hay không? Và cũng biết rằng là ở đây cũng có một nhân vật cũng đang rất chờ đón hình ảnh này của chị. Chào chị, không biết là chị và chị Phụng mối quan hệ như nào và chị có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Dạ, em tên là Thùy Linh và là em ruột của chị Phụng. Khi mà chị Phụng tham gia chương trình này chị có biết không? Dạ thì em cũng mới được biết ở đây thôi và cũng rất là ngạc nhiên. Không biết một lát nữa thì khi chị Phụng xuất hiện ra thì sẽ như thế nào, thay đổi như thế nào. Vậy chị nghĩ rằng là với chị Phụng thì mình sẽ thay đổi như thế nào? Chị mong muốn điều gì trong cái việc thay đổi của chị Phụng? Dạ em cũng muốn là chị Phụng có thể là gọn gàng hơn, xinh đẹp hơn. Để khi mà mình có những cái buổi tập huấn mà viết chữ đẹp á, cho các thầy cô như các em học sinh thì sẽ được một cái bộ đồ rất là hợp và đẹp trước mắt mọi người ạ. Và xin mời chị Phụng 3, 2, 1. Ta-da! Với chiếc đầm xòe màu vàng đã tôn làn da trắng cùng gương mặt phúc hậu của chị Phụng, phần trang điểm nhẹ nhàng đã giúp cho bà mẹ đơn thân trẻ đẹp và tự tin hơn. Ngoại hình mới này chắc chắn sẽ góp thêm chút kinh nghiệm chọn màu sắc tươi sáng để phát huy ưu điểm của làn da và khuyết điểm là bắp tay của bản thân sau khi tham gia Tự Tin Để Đẹp. Quá trình thay đổi của chị Kim Phụng đã hoàn tất. Dạ rất là khác từ cái tóc cho đến trang phục và có những cái điểm nhấn này rất là đẹp. Chị Phụng bây giờ hiện tại cảm giác của chị thấy như thế nào? Cũng thấy hơi là ngạc nhiên với bản thân mình, thấy mình thay đổi hẳn luôn, tự tin hơn chút. Chị có cảm thấy hài lòng với cả hình ảnh như thế này không? Cũng có thấy hơi hối hận là sao mình không làm như thế này sớm hơn đúng không? Em hy vọng là đối với một hình ảnh như thế này em không hề nhận ra chị ngày hôm qua nữa, đầu bù tóc rối ở trong bếp rồi thì bận rộn con cái. Cảm ơn em, cảm ơn mọi người, cảm ơn Giang đang làm đẹp cho chị. Và nhân đây thì Giang có lời chia sẻ nào đối với chị Phụng về cái việc chăm sóc hàng ngày với bản thân được không? Bây giờ là chị Phụng đã đẹp rồi thì mình mới giữ được cái này ở nhà, thì về nhà chị Phụng chịu khó gọi đầu, xả tóc, dưỡng giùm em.
Sau khi gọi thì mình chịu khó sấy tóc cho khô để tạo được cái nếp bóng mượt. Yeah. Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn hai người, cảm ơn chương trình luôn đã tạo điều kiện để cho Phụng thay đổi bản thân, thay đổi là để mà tự tin hơn, sẵn sàng để mai mốt mình tiếp xúc với nhiều người hơn, có nhiều chiêu mới trong bán hàng như livestream. Livestream đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn thì sẽ bán hàng được nhiều hơn. Cảm ơn chị Phụng đã đến tham gia chương trình. Bật mí cách mặc đẹp cho cô nàng mẫm mỉm. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp. Này các cô nàng, ai bảo thừa cân một chút không thể mặc đẹp, hãy thử tham khảo bài viết này, bạn sẽ nghĩ khác ngay thôi. Phần 1. Xây dựng một tủ quần áo chuẩn. 1. Đẹp khoe ra, xấu che lại. Các màu sắc, đường cắt cách điệu hay các họa tiết có thể làm cho người khác tập trung hoặc phớt lờ đi những vị trí trên cơ thể của bạn. Hãy tận dụng điều đó. Màu tối làm ẩn, màu sáng làm hiện. Ví dụ, nếu bạn có đôi chân to và điều này làm ngoại hình của bạn mất cân đối, hãy mặc một chiếc áo sáng màu và một chiếc quần tối màu. Họa tiết lớn làm bạn trông béo hơn, trong khi họa tiết nhỏ khiến cơ thể gọn gàng lại. Thận trọng với sọc ngang vì trong bạn sẽ béo tròn hơn. Tiếp đến, hãy chọn kiểu trang phục phù hợp với vóc dáng. Nếu bạn có phần thân dưới to, dáng quả lê, hãy tránh quần ống loe hoặc ống thụng. Thay vào đó, hãy chọn những quần ôm dáng. Còn nếu phần trên của bạn bị to, dáng quả táo, tránh áo tay bồng hoặc thiết kế quá diêm dúa nha. Hãy chọn những chiếc áo sơ mi hoặc các áo đơn giản. 2. Chọn đồ lót. Đừng quên lựa chọn đồ lót thật chuẩn, trông nhỏ bé thế thôi nhưng đồ lót có thể giúp bạn định hình dáng vóc đáng kể đấy. Mua một chiếc áo ngực vừa vặn và ôm dáng. Một chiếc áo ngực tốt sẽ giúp vòng một của bạn thon gọn đi đáng kể. Hãy tránh những loại có điểm mút quá dày. Thay vào đó, bạn nên để ý hơn đến những chiếc áo cố định phơm người. Còn quần lót phía trong thì sao? Hãy lựa chọn những chiếc quần ôm lấy phần bụng, có thể là loại cạp cao. Những chiếc quần này sẽ giúp vòng hai của bạn không bị phì ra mỗi khi mặc đồ. Chọn những quần dày dặn thay vì những loại quá mỏng, bởi quần quá mỏng sẽ không đủ sức cố định phơm người cho bạn. Phần 2. Trước khi đi mua sắm. 1. Chuẩn bị tâm lý. Đừng quá tin tưởng những bảng size gắn trên quần áo. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân. Đừng luôn nghĩ rằng thân hình của mình trông thật lượm thượm vì mình béo. Nếu vóc dáng không được cân đối, hãy cố gắng khiến mọi thứ gọn gàng hơn. Chăm sóc làn da, mái tóc, thậm chí là bộ móng tay. Chỉ khi bạn thực sự tự tin, bạn mới có thể mặc đẹp được. Chấp nhận cơ thể của mình. Thay vì ám ảnh tâm lý về cân nặng, hãy mỉm cười. Bằng cách yêu bản thân mình, bạn sẽ tìm được những điều tuyệt vời nhất. 2. Mặc đồ với sự tự tin. Không chọn những bộ đồ thùng thình. Không việc gì phải làm như thế, hãy chọn những bộ đồ vừa vặn với dáng người. Tập đi đứng đúng dáng, hãy tập đi thẳng người, chân khép lại, đầu hướng về phía trước. Đừng đi còng lưng vì nó sẽ khiến cho tổng thể của người bạn co lại và có vẻ phì ra. Chúc quý cô đẹp và tự tin hơn qua những mẹo vặt của chương trình nha. Hãy nhớ rằng đừng bỏ bê bản thân chỉ vì những ý nghĩ tiêu cực đó.